bác ơi, hôm nay em Lê Hương lại về thêm được hai chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao, từ form dáng máy số đều zin đẹp cho em luôn nhé. Chúc bác khách hàng là hai chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao SUV EcoSport phiên bản Titanium cao cấp nhé. Chiếc màu trắng này là 2017 số tự động. Chiếc màu Titanium kia là 2015 cũng là số tự động và đều là một cơ trang bị 1.5 và máy Eco. Bác nào đang quan tâm với cái tầm tiền trên 400 mà muốn mua một chiếc xe EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao, đầy đủ công nghệ đồ chơi thì các bác ơi liên hệ trực tiếp cho em Lê Hương đi ạ. 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn nhé. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào trực tiếp quay video và review chi tiết về hai siêu phẩm EcoSport. Với lớp sơn màu trắng đẹp, động cơ trang bị là 1.5, số tự động đẹp và máy Eco bản Titanium cao cấp nhất EcoSport 2017, em Lê Hương đang chào bán với giá là 469 triệu. Giá trên em còn thương lượng lọc lá cho mình, cam kết xe zin chuẩn đẹp luôn, chuẩn chỉ luôn. Đèn halogen kết hợp với đèn phía dưới cũng là đèn halogen, đèn gầm nhá. Lớp sơn màu trắng đẹp, 5 chỗ ngồi gầm cao, cao dàn mát máy đây ạ. Đời 2017, mặt la răng thể thao các bác nhìn này, bản Titanium cao cấp này, một dàn lốp còn đẹp, xanh ABS chống bó cứng đầy đủ cho em, gầm bệ này còn nguyên bản luôn các bác nhé, không mục mọt. Xin nhan tích hợp chân gương, gương kính liền đời theo xe. EcoSport 2017 đây ạ, phím mở một chạm thông minh. Em này thì đầu đài nguyên bản theo xe, đề lổ thông minh start top khởi hành, điều hòa auto tự động cho em mà có cửa sổ trời. Đối với những cái bản Titanium như thế này thì em này lên rất là nhiều túi khí, các bác có thể nhìn thấy này. 1 này, 2 này trên vô lăng này, 3 trên cột này, ở các cái túi da này, 8 túi khí an toàn các bác nhé. Đếm sơ sơ 6, 7, 8 túi khí an toàn rồi. Từng con ốc không hề bị vặn mở, ghế da cao cấp, phanh tay củ số cũng cực kỳ sắc nét luôn. Có thêm cổng sạc 12V một chút nữa sang bên kia em sẽ quay. Em quay chi tiết bên đây đã. Quay chi tiết về từng con ốc này, thảm bệ, kệ bước chân lên xuống này, móc khóa này sáng choang luôn, gioăng cửa cũng không hề bị rách vỡ luôn. Táp ly của cánh cửa này các bác nhìn này, hoa của EcoSport khác hoàn toàn với những dòng xe khác nhé. 4 quả loa to bản trang bị 4 cánh cửa này, hai thêm 2 loa chép nhỏ này, keo chỉ zin cả 4 cánh cửa cho em luôn. EcoSport bản Titanium cao cấp đây ạ. Form dáng thì cực đẹp luôn. 5 chỗ ngồi gầm cao với lớp sơn màu trắng đẹp, bác nào hợp phong thủy màu trắng thì không thể bỏ qua nhé. Dàn bệ thì cực kỳ, đây các bác nhìn này, lốp láp dày dặn luôn. Phanh ABS bản Titanium cao cấp luôn cho em ạ. Trần nỉ nguyên zin đầy đủ sạch sẽ như thế này, đèn vẫn còn hoạt động hoàn toàn bình thường này. Chiếc này là 2017 màu trắng đẹp, 469 triệu. Móc khóa này, kệ bước chân lên xuống này. Phía sau xe cũng có cổng sạc 12V cho em, các bác ngồi phía sau vẫn có thể sạc pin bình thường cho em nhé. Từng con ốc nhỏ đẹp như thế này, thật sự là dòng xe 5 chỗ ngồi gầm cao nó không hề tốn xăng đâu ạ. Nếu các bác đi 100 km, nếu trong đường kết hợp hoặc đô thị thì nó cũng chỉ lên đến 6 lít rưỡi thôi, quá là tiết kiệm nhiên liệu cho chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao, nhiều công nghệ, nhiều đồ chơi. Phía sau xe cái phần tay lắm của lắp cốp cũng là phím mở một chạm này. Đèn hậu phía sau thì thiết kế to bản, cũng là phím mở một chạm cho em các bác nhé. Phím mở một chạm, khoang lắp cốp này, treo trên lưng một chiếc ba lô con xinh xinh như thế kia thì đó là lốp dự phòng của xe nhé, hay còn gọi là lốp sơ cua đấy ạ. Phía sau xe cũng được trang bị cho em các bác nhìn nhá này, 4 mắt cảm biến va chạm, gầm bệ thì không hề mục mọt. Ford EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao, mức tiêu hao nhiên liệu đây các bác nhé, chỉ 4-6 lít này. Trong đường kết hợp cũng chỉ có hơn 7 lít thôi, nếu như các bác mà đã từng đi xe thì chân tay nó sẽ mềm mại, thì nó sẽ ăn ít xăng hơn rất là nhiều. Một dàn lốp thì cực kỳ dày dặn luôn. 469 triệu là giá em Lê Hương đang chờ bán cho chiếc xe EcoSport 5 chỗ ngồi gầm cao cực đẹp và màu trắng đời 2017 các bác ạ. Quan tâm thì để lại số điện thoại, em Lê Hương sẽ tư vấn trực tiếp cho mình. 4 quả loa to bản này, keo chỉ zin cả 4 cánh cửa luôn. Cả 4 cánh cửa luôn các bác này. EcoSport đây, 4 quả loa to bản này. Trên vô lăng thì thiết kế rất là nhiều đồ chơi và rất là nhiều công nghệ. Ví dụ như là có khẩu lệnh nghe gọi trên vô lăng này, tăng giảm âm lượng, túi khí an toàn. Mặt đồng hồ đây, có đề lổ thông minh khởi hành start top nhé. Đầu đài nguyên bản theo xe, hỗ trợ đầu DVD, đầu radio AUX này. Mở khóa cửa cho em này, điều hòa auto tự động sấy sưởi kính hai vùng điều hòa mát lạnh luôn. Số tự động đẹp đây, cần số phanh tay, cổng sạc 12V đầy đủ cho em các bác nhé.
em cũng sẽ mở luôn khoang động cơ máy móc của xe để các bác có thể xem được tình trạng cũng như là chất lượng của xe, để các bác có thể nhìn kỹ hơn về chất lượng của xe khi mà các bác xuống tiền mua xe hoặc là cọc để em Hương có thể ship xe cho mình. Xin nhan tích hợp trên gương, lốp lắp rất là dày dặn luôn ạ. Đèn halogen sáng choang luôn, đời 2017 EcoSport đấy ạ. Còn đây là bên trong khoang động cơ máy móc của chiếc xe EcoSport 2017 với lớp sơn màu trắng đẹp. Quay chi tiết cho khách hàng nhà mình cùng xem này. Nước làm mát này còn hồng rực như thế này. Máng nước hai bên này, các cái thanh ngang không hề bị vặn mở nhé. Máy số thì cực chất zin đẹp luôn. Từng con ốc em sẽ quay chi tiết và đi máy quay thật là chậm thôi để các bác có thể nhìn tổng quát hơn về xe đây ạ. Thảm chống nóng giảm nhiệt này, toàn bộ lắp cabo cũng như lắp cốp của xe. Riêng dòng EcoSport này em đã nói nhiều lần rồi, theo chỉ của cái dòng này đầu cốp và lắp cabo nó không chạy keo chỉ giống dòng xe khác đâu, mà nó sẽ gấp trực tiếp vào như này các bác nhé. Nên các bác xem xe chú ý. Nhiều bác biết rồi thì không sao, nhiều bác không biết hơi thắc mắc một chút là sao nó không giống như keo chỉ những dòng xe khác đúng không ạ. EcoSport 2017 số tự động đẹp bản Italium với lớp sơn màu trắng đẹp, 469 triệu cho chiếc xe EcoSport 2017 số tự động đẹp đây ạ. Và tiếp theo bên cạnh chiếc xe EcoSport 2017 số tự động màu trắng đẹp là một chiếc xe EcoSport đời 2015. Em này cũng là bản Titanium cao cấp biển 11 này, vừa mới cập bến bên em đây ạ. Đèn halogen kết hợp với đèn phá xương cực kỳ sắc nét luôn. Đèn gầm đầy đủ, cái màu này thì nó nhã nhặn, hai cái màu là đều nhã nhặn luôn. Màu trắng thì sang trọng lịch sự, màu nâu thì phong cách trầm ổn hơn. Bản Titanium cao cấp này, la răng thì cũng gần như là đời 2017 thôi, form dáng cũng như nhau. Quan trọng là em này kém em kia một đời. Vì đã là kém đời rồi, em kia 2017 469 triệu thì em này 2015 418 triệu. EcoSport 2015 418 triệu, động cơ trang bị 1.5, máy Eco bản Titanium với lớp sơn màu Titanium cực sang luôn cho em ạ. Xin nhan tích hợp trên gương, đăng ký đăng kiểm đến tháng 2 2024, tháng 8 2023. Phím mở một trạm thông minh trên cánh cửa hai cánh trước này. Gầm bệ thì cực kỳ sáng luôn. Gầm bệ đẹp không mục mọt. Các bác nhá, yên tâm nhá. Đầu đài nguyên bản em này có thêm, so với cái em 2017 kia thì có lên được cái màn hình rồi. Có lên cái màn hình bé bé thôi nhưng cũng đủ để mình nghe nhạc giải trí này. Còn về nội thất máy móc thì hai em này nó gần gần như nhau, nhìn phong cách như nhau. Em này thì có lên thảm 3D, ở trên có thảm rối cực kỳ sạch sẽ này. Bản Titanium cao cấp thì túi khí an toàn nó cũng trang bị như nhau thôi. Bên ghế phụ này, bên vô lăng này, ở áo da ghế này hay là những cái cột kèo đều có keo, đều có túi khí an toàn. Và đây ạ, cửa sổ trời đầy đủ cho em nhé. Còn em cũng quay chi tiết từng con ốc cho mình. Bốn quả loa to bản này, hai cái loa chép nhỏ này, keo chỉ zin cả bốn cánh cửa đầy đủ cho em luôn. EcoSport 2015, bác chủ thì có dán thêm một cái sticker này. Em 2015 này thì bác chủ có thêm cho em kệ bước chân lên xuống. Chắc nhà bác có con nhỏ và bố mẹ hơi cao tuổi thì cắp lắp kệ bước chân lên xuống rất là rất tiện luôn. 2017 thì chưa lắp nhá, nhưng mà bước lên nếu mà các bác đi vẫn bình thường, bước lên dễ dàng thôi. Nhưng đây có thêm một cái kệ bước chân lên xuống nhá. Một dàn lốp cũng cực kỳ là dày dặn luôn. Phanh ABS chống bó cứng hai bánh trước, la răng thể thao đẹp rồi. Đấy, đứng góc nghiêng để khách hàng nhà mình có thể nhìn được tất cả về xe, góc nghiêng của xe này. Phím mở một trạm thông minh khoang cánh cửa các bác này. Khoang hành lý của EcoSport khi các bác mở cửa, hai chiếc xe này đều mở như nhau, đều là mở ngang như thế này các bác nhé. Hai mắt cảm biến va chạm phía sau cam lùi đầy đủ rồi, đèn hậu sáng choang luôn. 2015 và 2017 thì đều có hai cái vì như này nhá, cái vẻ như này. Để đồ lên đây cũng được này, để đây cũng được này. Vì là lốp sơ cua đã treo ở trên lưng rồi thì dụng cụ tăng kích lốp sẽ được cất ở đây ạ. Khoang hành lý thì cực kỳ là rộng rãi luôn. Quay chi tiết cho các bác xem này. Đó, máng nước hai bên này, phần keo chỉ của lốp cabo em đã nói rồi, nó chạy gấp vào như này luôn các bác nhé. EcoSport sẽ mở cửa ngang, em này thì cũng có cam lùi rồi này, cảm biến va chạm phía sau. Lớp sơn màu Titanium cực sang luôn. Mức tiêu hao nhiên liệu thì cũng chỉ 6 lít rưỡi thôi, nếu như các bác đi bình ổn chân ga cho em ạ. Đó, 2015 là 418 triệu, đèn hậu phía sau sắc nét này, khu vực xăng này, gương kính thì liền đời theo xe. Lốp lát cực kỳ dày dặn luôn, hàng ghế thì thoải mái cho em, 5 chỗ ngồi gầm cao, 1.5 máy Eco nên là siêu tiết kiệm nhiên liệu ạ. Đây, dàn lốp cực kỳ dày dặn luôn. Phím mở một trạm thông minh. Vô lăng thì cũng giống như 2017 này, có khẩu lệnh nghe gọi tăng giảm âm lượng, túi khí an toàn. Có đề lổ thông minh khởi hành start-top đầy đủ cho em ạ, cần số phanh tay cũng rất là sắc nét đẹp luôn.
từng con ốc nhỏ nhất em cũng quay cho mình. Dàn bệ này, móc khóa này, cực kỳ sáng này. Cái thế da còn rất là chất luôn đúng không ạ? Keo chỉ zin cả bốn cánh cửa này. Em sẽ mở ra khoang động cơ máy móc của xe để các bác nhà mình có thể nhìn được chất lượng của xe nhé. Hai chiếc xe này em Hương đều cam kết cho mình là không đâm xô và không ngập nước. Dàn lốp rất là dày dặn luôn đấy ạ. Không đâm xô và không ngập nước. 2015 418 triệu EcoSport bản Titanium. Vì là hai chiếc xe mộc em Hương vừa mới về nên là em chưa rửa dọn gì nhiều, em chỉ xịt qua nước để bụi đất không bám vào bánh này, em quay luôn thôi. Nên các bác nhìn này, máng nước hai bên này, các cái thanh ngang này, máy số này, không hề đâm xô hay là ngập nước, chuẩn chỉ luôn cho mình. Keo chỉ zin toàn bộ, lắp cabo, thảm chống nóng giảm nhiệt của 2015 vẫn được giữ nguyên đẹp như thế này các bác nhá. Lắp cabo này, từng con ốc lắp cabo này, nước làm mát này, cái chấm chấm xanh xanh hồng hồng kia, tất cả là bút chấm sơn nguyên bản của nhà sản xuất nhé. Cụm phanh ABS nằm gọn gàng ở đây. Vừa rồi thì em cũng đã quay chi tiết này. Đây là bên trong nội thất của chiếc xe, bên trong động cơ của chiếc xe Eco bản Titanium 2015. Và quay chi tiết tất cả về Eco Sport bản 2017 này. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại cho em này. Eco Sport 2015 số tự động đẹp bản 1.5, máy Eco em Hương đang chào bán là 418 triệu. Nếu như màu trắng đẹp này là 2017 bản 1.5 máy Eco số tự động đẹp em đang bán là 469 triệu. Hai chiếc Eco này em vẫn để giá thương lượng lộc lá thêm cho mình. Bác nào muốn rút hồ sơ, muốn vào tên như thế nào thì em sẽ hỗ trợ cho mình nhé. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay video chi tiết về hai chiếc xe 5 chỗ ngồi gầm cao Eco Sport bản Titanium cao cấp nhất. Bác nào quan tâm thì để lại số điện thoại, kết nối Zalo 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn ạ. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại ạ.